truyền của Sakda. Paulo Marcelo sút ra, khá nguy hiểm. Cú đá uy lực của trung vệ bên phía đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, và cú đá vừa rồi đã nhận được những tràng pháo tay của các cổ động viên trên sân Pleiku. Đó là sự cổ vũ dành cho những nỗ lực của Hoàng Anh Gia Lai trong những phút vừa qua. Có vẻ như thế trận đang được đảo ngược. Chúng ta sẽ chờ pha quay chậm để xem lại cơ hội vừa rồi. Tình huống dứt điểm của Ngô Hoàng Thịnh, bóng đã đi trên cột dọc. Thì ai cũng biết, và khi có Evando, Hoàng Gia Lai thi đấu khác. Nếu không có phản xạ trong khoảng thời gian 2/3 đầu tiên của hiệp một, cú phát biên và việc rất hay của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta còn xem lại pha bóng này, cú đánh gót của Ulusola. Bộ đôi tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai là Ulus của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Ulusola đã thu hút rất nhiều sự chú ý của các cầu thủ áo vàng để tạo điều kiện cho Paulo và Bùi Trần Vũ. Đội bóng ép sân hoàn toàn và khiến cho hàng phòng ngự áo xanh rất vất vả trong việc chống đỡ. Nguy hiểm, tỷ số được mở cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Ngay ở phút thi đấu đầu tiên của Lai, các nhà đương kim vô địch đã vươn lên dẫn trước. Được rồi, em kêu số xem lại bảng số. Chúc mừng nhắc, em làm nhiệm vụ. Người đã thực hiện đường truyền cho đích sâm đó là Hector Kerin. Rất nguy hiểm, thủ thành Maxi Afan đã cứu thua cho Hoàng Anh Gia Lai. Một đường truyền rất thuận lợi của Dixon. Một tình huống dứt điểm hiểm hóc, và tình huống đó đã cho thấy Trần Nguyên Mạnh cũng là một thủ môn có phản xạ xuất sắc. Vẫn là tình huống dứt điểm của Sheikh Abbas. Hector Kerin, Dixon, thêm một tình huống dứt điểm từ xa nữa, và bàn thắng thứ hai đã đến với các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Lại là Dixon, mặc dù anh mới chỉ xuất hiện trên sân kể từ đầu hiệp 2. Một lần nữa thủ thành Baxi Apan bay người hết cỡ nhưng không thể cản phá được bàn thua. Hai pha lập công đều là những tình huống dứt điểm từ xa và đều rất đẹp mắt của Dixon. Là chủ sở hữu của những cơ hội rất tốt dành cho Hoàng Gia Lai trong hiệp đầu tiên. Tỷ số đã giúp làm cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai
bàn thắng đến vào một thời điểm rất quan trọng, phút thứ 75 của trận đấu, và đó là pha lập công của Olusola. Olusola đã chấp thời cơ rất nhanh sau tình huống đá phạt góc để mang tới niềm hy vọng cho các cổ động viên của Hoàng Gia Lai. Băng vào rất nhanh và không bị ai kèm. Đường truyền dành cho Olusola. Quý giá cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Olusola là người đã có công lớn trong hai bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai ở trận này. Bàn đầu tiên anh trực tiếp lập công, còn bàn thứ hai anh đã nỗ lực với những tình huống xử lý bên phía cánh phải, và quả tạt vào rất chính xác, đúng tầm dành cho Đoàn Marcelo. Một trận đấu hấp dẫn và rất kịch tính. Sông Lam Nghệ An.